cộng Cannavalo vào đi. Đi lên 118 à, có 2 ngày nữa là được. Lên nào. Hoa mắt từ tắt quả tay cầm vậy đó. Ui, từng quả đuôi run tay luôn ấy. Rồi, tắt quả tay cầm đi, anh em thấy đuôi này thế nào anh em? Anh em thấy đuôi như thế nào anh em ơi? Ui, hồi chắc không để anh em phải đợi lâu nữa. Không để anh em phải đợi lâu nữa, chúng ta xem nào, nhập vật phẩm. Wow, bao shop, full sự kiện bao shop đến từ arc của bác Ken Hiếu. Arc này hiện tại đang là top mấy server anh em nhỉ? Top 1 Arsenal à? Wow, cái này là 2.400 tỷ à? Hay là 24.000 tỷ ta? 24.000 tỷ đúng không? Ờ, 24.000 tỷ anh em ạ. Sởn hết cả da gà luôn. 24.000 tỷ đầu tiên mình sẽ review quả thẻ BB đi. Thẻ BB 650 tỷ à? Ờ, ok, 650 tỷ. Đấy, full sự kiện này là khoảng 650 tỷ anh em ạ. Đầu tiên là test hả, gói nào trước nhờ? Đây, chẳng là quả gói này trước đi. Nhẹ nhàng. Gói này thì xem nào. Cộng 8, cứ cộng 8 là được. Charlie. Ôi, Birmingham luôn này. Thầy mở không quá 1.000 tỷ. Sancho 3 tỷ. Đây là gói này nữa. Tôi thích mở mấy gói từ 3 đến 8 nhá. Ra cộng 8 này đúng kiểu test nhân phẩm luôn đấy. Test nhân phẩm luôn đấy. Nhưng mà sự kiện này khoảng bao nhiêu tiền thì nó sẽ là không lỗ anh em nhỉ. Ô, số xa luôn này. NTG8 nhờ. NTG8 ra quả Bác Dô là bú luôn này. Ra quả Bác Dô về bờ ngay từ những gói đầu tiên. Riêng quả ra quả Bác Dô, Roberto Bác Dô BNY là 60 tỷ luôn kìa. Đây rồi, tập trung lên gì đó. Đùa, lần đầu tiên mở quả khủng mà nó run hết cả tay anh em ạ. Nó run hết cả tay luôn ấy. Mày không ra quả FC luôn à. Toàn 23HR thôi. Tiếp theo chúng ta mở gói F3 đi. Xem nào, mở mối F3 đi. F3 con nào ngon nhất anh em nhỉ? Messi đúng không? Messi này, Balotelli. À, còn ai nữa nhở? Boateng, Ibra. Rồi, ok. Đã nút vào danh sách nhờ. Đã nút vào danh sách. Mở. Quatia, thôi đi, CM đi rồi. Đi rồi, con này tôi mở lần thứ 3 rồi. Ba Desi, đùa, con này mở lần thứ 3 rồi đấy. Nhọt, thật sự. NTG, CDA, sao gói này lạ nhở, gói này lần đầu xuất hiện đúng không? Từ 6 đến 8 này lần đầu xuất hiện đấy. Ơ, lửa. CB Vidic à? Vidic cộng 7. Vidic cộng 7 chứ không phải là cộng 8 ha. À, tiếp theo chúng ta sẽ có gói F397. Ủa, lúc ấy tôi vừa mở gói F397 rồi mà nhở. Lúc ấy vừa mở một gói F397 rồi mà. Này, có này nhá, một cái pin nét luôn này, một tiếng kết nét luôn nhá. 119 đổ lên. Thằng nào vậy? Geza 114 ạ. Min, vẫn cứ là min ạ. Mở một gói 98, cái gói CCO này. Đó. Một gói CCO đi. Ô, lửa này, ôn ra lửa. RW. Sakuri. Sakura 112. Được, con này được nha, con này có giá trị sử dụng. Ôn mà ra lửa lại là quá ngon rồi, còn gì nữa. 96 cộng 8 và đó là Gulit C3 E21 RW rồi, nhót rồi. Một trăm mười ba Carava. Đặc lít cái gì nữa. Qua đường hầm đây này. Pháo xịt. Mỡ. Tôi bắt đầu khó thở hộ Bác Ken Hiếu ở đấy. CM Black. Ui, Rode, lại là Rode. Ibrahim. Nào. CB FA. Và đó là
Nessa. Ok, 116. Gói là ngon nha. Quá bú rồi. MC này xem nào. 102, 101, 9996. Có phải lọc không nhanh em đi? Lọc rắp. Thôi được rồi, thế này thôi. Mở không nổ 1.000 tỷ luôn mà. Trời ơi, bút phông ạ. 98. Ôi, gói này mà ra quả CR7 thì ảo. Ảo ma luôn này. CR7 thì ảo ma luôn đấy. Ố, Hà Lan. Van der Sar. Rét trời ơi. Ác mộng. Đầu tiên là phải Hulit đúng không? Đầu tiên là phải Hulit này. Rồi, Pedro này. Pedro này ai đấy nhở? Hungry đúng không? Có này để cứu vãn lại cái buổi mở thẻ ngày hôm nay đấy. Thật sự cứu vãn lại cái buổi mở thẻ ngày hôm nay. Mỡ, không dám nhìn nữa rồi. Manini à? Mày quá mà dòng Manini này gọi là cứu vãn được một tí. Cứu vãn được một tí Manini. Manini. Mày quá. Mày quá ra của Manini xem nào. Bán tốt luôn. Manini ra bán tốt luôn anh em. Đấy, bán tốt luôn mà. Mày thế. Mày quá ra của Manini cứu luôn được cái buổi mở thẻ ngày hôm nay đấy. Xem nào, hôm nay xem sự kiện bao sót. Buổi tối ngày hôm nay mình sẽ có gỡ được buổi trưa không? Buổi trưa nay mở nhót quá. May là buổi trưa nay còn gỡ được quả Manini cuối. Không thì thật là có lỗi với cả bác Ken Hiếu. Rồi ok. Được anh em tin tưởng. Thế là hôm nay tôi lại tiếp tục làm vòng sự kiện bao sót cho anh em luôn. Đầu tiên thì cứ làm tí thẻ BB nhờ. Hai tỷ nữa. Tôi có khoảng hơn 500 tỷ anh em ạ. Một vòng sự kiện ở đây khoảng hơn 500 tỷ. 507 tỷ. Sao đâu mở được quả Vinicius luôn này. Đỉnh cao thật sự ấy nhờ. Từ 6 đến 8 này thì chắc chỉ hy vọng là ra cộng 8 thôi. Cộng 8 là thành công. Cộng 8 qua đường hầm. Hơn 10 tỷ là thành công rồi. Không nói nhiều. Cộng 8. CFP. Imoli à? Imobile à? 115. Bố. Ok. 115. Trời ơi. Nice. Mở. Serie A từ 6 đến 8. Ôi xịt rồi, xịt rồi. Lại vi đấy. Ôi cài vi đích, giờ vi đích hoài. Theo tôi từ sáng cho đến chiều, từ chiều cho đến tối. Quả vi đích này bây giờ còn min vi đích, sợ chứ. Buổi chiều còn mở ra quả vi đích cộng 7. Riêng quả vi đích ấy. Riêng quả vi đích nữa ấy, tôi nhảy trước cam cho anh em xem. Đấy, riêng quả vi đích nữa tôi nhảy cái gì trước cam cho anh em. Được chưa? Tôi nhảy sexy dan trước cam. Tôi nhảy sexy dan trước livestream cho anh em xem này. Nào, ra hội cái tiếng vi đích cái. Thích luôn ấy. Tôi nhảy sexy dan trước cam. Ôi ra vi đích chật, chán thật sự luôn ấy. Đùa. Trời ơi, tại sao thì vi đích nhở? X3 vi đích luôn ạ. Ôi, thảm họa sexy dan luôn ấy. Lướt lắm đi. E21, Jacqueline. Bravo. Được. Min là 111 đúng không? Nếu mà 111 tôi sẽ làm gì nhở? Có khi mà nó thích đáng một tí không? Trồng cây chuối nhá. Được chưa? Riêng của 111 trồng cây chuối cho anh xem. Bản lĩnh thì ra 111 đi. Chú bò mộng tinh luôn, không biết nói gì luôn ạ. Icon này thì dô béo. Một tiếng kết.
Ồ, lửa. Ý. CB, Mandini, Man, Nesta cũng được. Nesta thật ạ. Nesta thật. Đơn rút học bạn nộp ở đâu vậy anh em? Cái gì đấy? Sao học bạ rút cái gì đấy? Anh mở mắt cho em cái này này. 120, here we go. Khóc mất rồi. Anh em thích tôi chồng thì chờ anh em cho tôi xin phí 1 đi. Mẹ nhiều số 1 thế, đùa. Mỏi tay tớ cướp. 112 đúng không? Không dám nhìn. Tôi không dám nhìn nữa rồi. Ai đấy? Mustafi. Trời ơi, không ra một tiếng 115, 116 nào vậy ta? CB rồi. Đức rồi. Má nó đen. Nói chung là 119 là về bờ này. 119, 120 là về bờ. 122 về bờ nào. Xin đấy. Một cái tiếng kết xem nào. Ba gói ba liền. Cam. Thôi đi rồi. Cờ này là cờ đéo gì vậy? Ố Okocha này. Dài dài Okocha. 118. Được. Gói này hay nha. Được. Tiếng tôi sẽ test luôn quả dài dài Okocha này. 10 điểm. 118. Gọi tên. Tôi review của Zaza Ucha này nó là cháy hàng đấy. Mua nhanh anh em, 168 này mua nhanh anh em ơi. Xem bộ chỉ số nào, 254, 6 sao kỹ thuật. Búp. Ngon luôn gì nữa. Rô 7, rô béo, hiện về đây. Lác này có điểm này. Lác này là có điểm anh em ạ. Ý. GK. Đừng bảo búp phông nha. Rồi, hai búp phông luôn. Trưa nay vừa mở bút phông xong. Đùa ơi, chú bút phông ơi. Theo nhau hoài. Kéo lại phải ra 2,2 con BTB nữa. 2 con BTB nữa thì mới đủ phôi em ạ. 98 này, hôm nay mình mở ra quả nào nhờ? Buổi trưa hôm nay ấy. Hình như là tôi mở ra khoảng 110 mấy nhờ, 114 hay 115 ấy nhờ. Nhưng mà quả này chắc chắn sẽ là mắc. 121. 121. Cụ mắc. ST. À quên nhầm, LW, ai vậy? Anbedi Bele là ai vậy? Bele fake à? 118 có phôi này, đấy, có phôi để đập. Đấy, riêng cụ Bele này, dí vào Ơ Đi Lan kiểu dịnh lên. Cũng là Bele nhưng mà nó lạ lắm. Bele châu Phi. Thôi mở. Nào, CL7, here we go. Nhanh rồi ra đập Ơ Đi Lan này. Manini. X2 Manini chăng? Không biết nói gì, không biết phải nói gì nữa. Thật sự Tú ạ, em có tin tưởng anh không Tú? Đang đợi một tiếng kết đến từ Tú ấy. Một tiếng kết đến được Tú. Thầy làm quả này mà nhót nữa thì dùn quá nhở. Của Tú nói thế không dám đập luôn ấy. Tú ạ, là phải làm tí mồi đấy, phải làm tí mồi đấy. Mồi phải làm tí mồi anh em ạ, phải làm tí mồi đấy. Đập Erling Haaland đấy, mẹ lên con này mẹ bao nhiêu tiền anh em ạ? Lên con này phải đến gần 1.000 tỷ hay sao nhở? 1.170 tỷ thế này. Lên con này thì cũng là, lên con này thì coi như là anh ở Tú là hòa nhá. Tú ạ, Beperena này. Cộng 3. Tiếp tục. Anh em phải tin tưởng tôi anh em ơi. Bây giờ anh em không tin tôi làm gì có ai tin tôi bây giờ. Rồi về 5. Vẫn thiếu một tơn về 1. Vẫn thiếu một tơn về 1 nữa. Từ xem nào. Tơn này là tơn gọi là quyết định anh em ơi. Quyết định đến cả sự sống còn của cái học bạ đấy. Học bạ đang để trên bàn rồi. Run tay không dám ký.
tôi đang cần một tiếng về một, đang cần một tiếng về một. Nó phải đến rồi đấy. Cho Cannavaro vào đi. Đi lên 118 à, số 2 thằng này nữa là được. Lên nào. Như nào. Nổ cái hô cái nhé. Tú đâu nhở? Tú đá về mờ. Sự kiện này ngon quá rồi. À, hay quá thầy ơi à. Ôi. Ờ cũng tạm được, nay bỏ 5 triệu xem thầy diễn xiếc cũng đáng. Không có khả năng, nếu mà con này lên thì Tú cũng phải có tí lại quả đấy Tú ạ. 1.000 tỷ cơ mà. Sạch. Bộ môn này đập thẻ dễ ợt.